Điều là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Trung sẽ trao đổi cùng với đồng chí Trần Việt Trung là nguyên phó cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội, phụ trách công tác phòng chống về cai nghiện ma túy, nguyên phó cục trưởng sẽ trao đổi chúng ta một số thông tin, cập nhật chúng ta một số thông tin về các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy và các thông tin về tình hình biên giới họ đang hỗ trợ cái hoạt động cai nghiện như thế nào. Cái đồng chí chúng ta nghỉ giải lao 2-3 phút, mời đồng chí ta đến chương trình này. Xin mời giáo sư. Ma túy cơ sở là Hải Dương trên Hiền Đốt thì tôi xin phép thay mặt cho tổ viện khoa học của Đại Hàn Lâm khoa học của Việt Nam và công ty cổ phần Hiền Đốt trình bày ngắn gọn về các thông tin của hôm nay và sau đó tôi xin phép giới thiệu chủ tịch Trần Việt Trung anh biết gì anh được biết cả nguyên được một phó cục phòng chống tệ nạn xã hội là người trong khi còn đương chức cũng đã có hiểu biết rất sâu về các bài thuốc này. Và bây giờ anh nghỉ quản lý thì anh tiếp tục tham gia chúng tôi để làm thế nào phát triển sử dụng cái bài thuốc này rộng rãi cộng đồng. Tôi xin phép giới thiệu tôi là Trần Văn Trung, giáo sư tiến sĩ khoa học, nguyên thì là viện trưởng viện khoa học của Ngân hàng Nông học Việt Nam. Và tôi khi nghỉ để quản lý thì tôi sang ngay làm giám đốc công ty cổ phần Hiền Đốt và để phát triển thuốc này. Tôi xin giới thiệu đây là cái tòa nhà của Viện Khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam là một trong 30 viên nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam trực thuộc chính phủ và nó cũng là chủ tịch của Viện Hàn Lâm là nghiên cứu viên đảng và hàng đầu trưởng luôn và Viện Khoa học có hai cái nhà 8 tầng cùng cái nhà 4 tầng bên cạnh. Đấy là cái cơ sở nghiên cứu của viện và ở đó thì chúng tôi đã phát triển về mặt khoa học của cái bài thuốc Hiền Đốt. Lịch sử phát triển của bài thuốc này thì cái bài thuốc này đã được một cái nhóm nghiên cứu do ông Trần Quân Dẫn cùng với một số người khác nghiên cứu từ trước năm 90 và năm 1990 thì được đưa vào đánh giá thẩm định của Bộ Y tế lúc bây giờ sư phạm xong là bộ trưởng và giáo sư Nguyễn Văn Đàn là chủ tịch của cái hội đồng đánh giá lâm sàng trên 30 bệnh nhân và sau khi mà có kết luận hội đồng thì bộ trưởng Bộ Y tế đã xin phép chủ tịch hội đồng bộ trưởng lúc đó là chủ tịch bộ trưởng cho phép sử dụng cái bài thuốc Hiền Đốt này ở một số cơ sở cai nghiện phục vụ đau bệnh nhân sau để thu thập thêm các số liệu khoa học và những các cái kết luận để trình Bộ Y tế xem xét và đi các bước tiếp theo. Thế nhưng sau một thời gian nghiên cứu thì đến năm 1995 thì là cái nhóm do Trần Quân Dẫn thành đầu đã đến hợp tác